Vâng, cửa hàng Doãn Hưng Audio xin kính chào tất cả các bạn anh em tiếp tục đến với kênh YouTube của Doãn Hưng. Thông báo các bác thì bên em mới về được một lô loa full bass 25. Tên của dòng loa là Mooger. Hay là em hay gọi là Mooger này. Nghe tên nó hơi dâm một chút đúng không ạ? Thì em nó cũng hơi nhỏ tí. Đây là một lô loa hàng bãi xịn mang thương hiệu của Anh Quốc. Mã của dòng này là F10. Cái hãng loa này thì đây cũng là lần đầu tiên Doãn Hưng có. Và trên thị trường thì chắc cũng sẽ có rất ít người bán cái mẫu loa này đúng không ạ? Lô loa này thì về phần hình thức, mẫu mã cũng như là nội thất thì nó cực kỳ chất lượng các bác nhá. Phải nói là nó rất chất lượng. Và đặc biệt là ở phần giá cả, ngay kể cả như Doãn Hưng nhập được cái lô loa này thì cũng đã cảm thấy là mình nhập được một cái mức giá có thể nói là vẫn là tốt nhất từ trước đến giờ các bác nhá. Cái mẫu loa này thì giá của nó thì chỉ ở phân khúc giá rẻ thôi, tầm trung giá rẻ các bác nhá, nhưng mà về chất lượng của nó thì có thể nói là nó được sánh ngang với những cái dòng loa có thương hiệu. Về hình thức mẫu mã của nó thì cũng không có điểm chê đâu các bác ạ, rất là đẹp. Nhìn cái loa nó rất là chắc chắn, dày dặn, cứng cáp đúng không ạ? Anh em có thể nhìn bò góc cạnh rất là nét và đẹp. Nhìn những cái dòng loa chất lượng chúng ta nhìn nó toát lên cái độ xịn sò, độ nét cao. Thằng này thì cái hệ thống căng của nó, đây nó nhét hẻm như thế này, căng trước. Tem ở đây thì cũng gần như là còn đầy đủ các bác nhá. Hình như nó có một hai đôi nó bị bong mấy cái tem này. Mai em sẽ dán cái tem khác vào. Có khi dán cái tem to hơn, có khi nó còn đẹp hơn. Tem mác thì nó không quan trọng các bác nhá. Quan trọng là độ zin, độ chất, độ đẹp và độ và chất âm của nó này. Này thì căng của nó thì sẽ không có mút chắn được coi nhá. Chúng ta có thể nhìn vào bên trong cũng rất đẹp đúng không ạ? Về hình thức mẫu mã thì gần như không có điểm chê đâu. Này, nó vát cạnh một chút. Ốc để chúng ta treo loa rất đầy đủ. Sơn sần các bác nhá. Tuy nhiên thì loa bãi thì về thì bên em đã sơn lại, tức là bay lại nước sơn để cho nó đẹp. Còn trước khi chưa sơn thì nó cũng khá là bụi bẩn đấy các bạn. Chúng ta đi vào mặt trước của quả loa này. Các bạn nhìn với cái từ cái phễu chép thôi, nhìn nó cũng đã rất là chất lượng. Nhìn như thế này chúng ta cảm giác như kiểu là phễu kim loại đúng không ạ? Đây nó là một cái dòng phễu nhựa rất chất lượng. Ngay từ cái ốc này, anh em nhìn cái ốc, ốc như thế này nó cảm giác là độ xịn sò cao này, rồi độ bền nữa. Thường thường chúng ta thấy được là ốc các cái dòng loa khác thì nó ốc kiểu này, nó phẳng mặt như thế này. Ốc này thì nó lại bo lên như thế này, cọc nhìn rất đẹp. Còn mặt trước chiếc bát thì anh em nhìn ở đây thì thiết kế theo kiểu là gân ba sóng các bác nhá, ba sóng gân lụa tầm dọc. Gân này cho ra tiếng khá là mềm mại và mượt mà, mềm mại. Đấy, màng là màng bóng, màng bóng dính chống nước các bác này. Theo năm tháng nó vẫn còn khá là dính này. Chúng ta nhìn này, độ nét và độ đẹp cao đúng không ạ? Ngay từ mặt trước rồi nhìn đã ấn tượng rồi. Và nó về bên trong thì cũng gần không có điểm chê các bác nhé. Đây bên trong của bát này. Ở đây thì Doãn Hưng đang tạm thời tháo ra một vài quả với thôi các bạn để giới thiệu. Còn tất cả cái dòng này thì bên em cũng đã kiểm tra kỹ, đã tháo hết ra để soi từng quả cũng như là để sơn si lại thùng cho nó đẹp ấy.
các bác yên tâm nhé. Ở đây Doãn Hưng tháo tượng trưng một vài quả, nhưng mà đấy, tất cả những quả loa này đã được kiểm tra từng quả và tháo ra để sơn lại. Đương nhiên là đã được kiểm nghiệm rất là kỹ khi hàng về cũng như là dọn dẹp. Khi hàng đến với các bác cứ tháo là kiểm tra, bên em không bao giờ dán tem đâu nhé, không dán tem lên phòng gì cả, các bác cứ tháo và kiểm tra. Đẹp như thế này, chất như thế này thì các bác nhận. Đấy. Không chất thì các bác trả về, hoặc là các bác nhận một thời điểm nào đấy rỗi rãi, hôm nào rỗi các bác tháo ra kiểm tra. Đấy. Không như thế này thì bên em sẽ có trách nhiệm đền tiền cho các bác. Đấy, cái mẫu loa này thì anh em nhìn cái củ bát của nó rất đẹp đúng không ạ? Phải nói là đẹp, rất chắc chắn, rất là nét, độ nét cao đấy. Cách đây ít hôm thì Doãn Hưng có bán cái dòng loa MWF. Các bác nhìn thì nó cũng mẫu mẫu, nó cũng giống giống cái xương kiểu này. Rồi thì cả phần từ tính nó cũng có phần giống. Đây, một cái mẫu bát MWF mà Doãn Hưng nó để sẵn ở đây. Đúng không ạ? Ta nhìn cái xương thì giống y rồi đúng không ạ? Ở đây thì nó giống cái xương các bác nhá. Đấy, còn phần từ thì thằng này còn nhỏ hơn thằng bên này. Đấy, ông này thì từ đen. Đấy, từ đen. Thằng này thì nó giật có như là một cấp thôi. Đấy, thằng này nó còn vát cạnh, tức là về độ dày của cái kẹp từ này nó còn dày hơn màu ép các bác nhá. Từ khủng hơn một chút và dày hơn. Và đây điều quan trọng nó là từ thép trắng. Từ thép trắng và dạng ánh bảy màu nhé. Đấy, với cái từ như thế này thì chắc chắn là không bao giờ có độ han gì đâu. Ở đây thì người ta không sơn như cái kia. Đấy. Và chúng ta thấy được phần từ Philips thì rất là dày và độ sắc nét cao. Và chúng ta nhìn cái ánh từ đen nhám. Đấy. Nó chất lượng từ cái chấu lòa các bạn. Đấy. Ở đây các bác nhìn màu ép thì dâu trần như thế này còn không được bọc dâu. Đấy, và màu ép các bác nhá, màu ép thì giá của nó bên em bán là 5.400.000 kia. Đấy, 5.400.000, còn đảm bảo các bác đến với loa này thì có thể nó rẻ đi hàng triệu các bác nhá. Còn giá cả cụ thể thì tí nữa Doãn Hưng sẽ thông báo ở cuối video, các bác cứ xem hết video nhé. Đấy, về phần dâu này thì con này còn được bọc rất là chất lượng, rất là chắc chắn. Những cái dòng loa mà dâu bọc thì nó phải kỳ công, và nó phải thậm chí nó còn chất lượng hơn những cái dòng loa dòng dâu dây trần các bạn. Đấy, con này thì này chấu bằng kim loại nha, chấu kim loại, nhưng em này là chấu bằng đồng. Đấy, thường những cái dòng loa mà chấu bằng đồng thì bao giờ cũng chất hơn là chấu kim loại đúng không ạ? Chúng ta cứ suy tính là đồng bao giờ cũng đắt hơn là inox. Inox này, cái này phần tem của nó đây, nó có series, số series. Đấy, mã cái gì đây, PA size đây. Đấy, chúng ta nhìn cổ bát độ mới rất cao, độ nét cao. Đấy, cũng như là đặc biệt là độ chất lượng đẳng cấp. Đấy, như Doãn Hưng nói, mặc dù loa này có thể rẻ hơn loa màu ép, có thể lên tới tiền triệu đấy các bác nhá. Con này thì từ thì nó là từ 16 các bạn, từ 16.5, còn côn của nó là côn 67, côn 67. Con này côn còn to hơn màu ép một chút, để là ngang bằng hoặc to hơn đấy, to hơn. Này nó nên để ý thì cái màng của nó các bạn, màng của nó này, nó là dòng màng của UKM, nó là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Anh Quốc. Đấy, màng UKM các bác nhá, UKM mã là 18 này. Đấy, nhìn quá đẹp, nó chất từ cái ốc. Đấy, cái ốc và bắt vào bộ chép nó bầu thế này. Đây, mặt chiếc bát nhìn quá nét đúng không ạ? Các bác thấy với cái
cái màng gần như thế này thì chúng ta thường bắt gặp ở những cái dòng loa đắt tiền, chất lượng hơn nhiều. Cái dòng mà giống như Nodan hay là một vài cái mẫu loa trước dẫn hàng bán ấy, cái màng nó y như này, gần như này, nhưng mà nó đắt hơn nhiều đấy các bác nhé. Đấy, về phần cục bát thì không có điểm chê, cực kỳ chất lượng. Cái dòng loa này thì nó chất lượng từ củ bát đến củ chép các bạn. Đây củ chép này, anh em nhìn cực kỳ là đẹp. Đấy, củ này chúng ta cũng khá là quen. Củ này nó cũng ở cái dòng loa màu ép đấy. Trước các bác thấy là so sánh với màu ép thì màu ép nó cũng sử dụng củ chép như thế này. Đấy. Nhưng mà hình như là củ chép của màu ép thì này không có cái phễu chất lượng như thế này các bác nhá. Đấy, phễu này là phễu nhựa composite này các bác này. Cái này nó pha sợi composite để nó tăng cái độ bền, độ cứng đấy. Quá đẹp đúng không ạ? Nhìn mặt trước chúng ta cảm thấy như kiểu phễu gang luôn. Các bác nhìn củ bát củ chép thì quá đẹp rồi. Kể cả là thùng vách và phần bên trong phân tần cũng vậy các bạn. Con này lưu ý các bác nhá, là thùng gỗ ván ép nha. Tí báo giá rẻ các bác này cứ nghĩ là thùng vách nó không chất lượng. Nó chất lượng từ thùng vách cho đến nội thất anh em nhé. Anh em nhìn vào cái phần phân tần của nó kìa. Cái này thì phân tần này thì loa 30 cũng không có được cái phân tần như thế này đâu ạ. Ở đây toàn là linh kiện chất lượng tụ Zotac các bác nhé. Anh em để ý những cái dòng loa ví dụ như là trên chục triệu như dòng loa 30 nó cũng chỉ sử dụng tụ Zotac như thế này. Một vài các cái mẫu tụ của hãng khác nữa. Đấy, 3 trở sứ này, 2 cuộn cản này, 35 tụ các nha. Phần tần to như quyển vở. Trên mên phần tần đều có mã số rồi, thông số ghi đầy đủ các bác nha, rất chắc chắn, đai gồng chắc chắn. Đấy, tụ nào những cái tụ to này đều được ghim dây hết. Không có cái chế độ sộc sạch lên bung này đâu. Đấy, từ những con trở rất chắc các bác nha. Đấy. Và cái hệ thống dây của nó rất chuyên nghiệp anh em này, nó được gài chứ nó không hàn đơn sơ đơn giản như là rất nhiều các cái dòng loa khác các bạn nhé. Đấy. Bông tiêu âm mút này theo năm tháng thì nó cũng đã ngả màu này. Những cái dòng loa này thì thời gian ra đời của nó cũng cả cách đây cũng phải tầm gần chục năm các bạn nhá, gần chục năm đấy. Lỗ thông hơi đằng trước, đấy. Thông số ở đằng sau này thì người ta ghi nó rất đơn giản thôi anh em nhá. Đó, chỉ ghi mã này, F10 và series mã vạch thôi. Đấy, không ghi công suất đâu, trở kháng là 8 ohm. Đấy, con này thì công suất ít nhất nó phải tầm 250W đến 300 các bác nhá. Ít nhất là 250W đến 300. Đấy, vì cái dòng này là dòng từ khủng, từ gần bằng từ 30 từ này từ 16 16.5 đấy. Các bác đến bên loa này bên Doãn Hưng thì giá nó rẻ như loa cỏ Việt Nam. Khẳng định các bạn, giá thì chắc chắn trên thị trường thì không ai có thể có được cái giá tốt như của Doãn Hưng đâu. Đấy, cái lô này thì thông báo các bác này em phải gạ mãi đầu mối nó mới bán, săn mãi đấy các bác nha. Loa này thì bao zin bao đẹp, bao chất các bác nha. Là bao về độ chất lượng hình thức mẫu mã nội thất cũng như là kể cả về chất âm. Chúng ta nhìn những cái dòng loa như thế này thì chất âm thì chắc chắn nó sẽ là tuyệt vời rồi. Với cái mẫu loa Muge này thì bên em đang chào bán cho các bác, giá sẽ là chỉ có 4.300.000 các bác nha. 4.300.000, một mức giá có thể nói là quá tốt. Chắc chắn được là các bác so sánh với những cái dòng loa khác với cái tầm giá trên 4 triệu thì khẳng định anh em là không thể có cái loa nào có cái giá tốt hơn. Các bác anh em nào có nhu cầu về cái dòng loa này thì nhanh tay liên hệ cho Doãn Hưng nhé. Số lượng bên em về là chỉ được có chục cặp như thế này thôi, chục cặp đấy các bạn. Em để ngoài kia một cặp, đây 9 cặp. Anh em có thể liên hệ bằng Zalo hoặc điện cho Doãn Hưng theo hai số điện thoại này. Các bạn, bên em giao hàng toàn quốc nhé. Địa chỉ của Doãn Hưng là Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định.
anh em có thể đến tận nơi để sưu tầm cho mình những mặt hàng ưng ý và chất lượng nhất. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác chấm tặng cho mình xin nút like nhé.